mỗi ngày. Cá lóc dai ngon, thịt heo giòn ngọt, tôm săn chắc, còn rau thì tươi thanh, bún mắm đầm ấm vị quê. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi đầu bếp Phước Hưng hướng dẫn xem là có cái bí quyết nào đó nấu bún mắm nhanh và ngon không? Có chứ, nhanh gọn lẹ mà lại chất lượng nữa. Đầu tiên thì bây giờ Phương sẽ đặt lên trên bếp một cái chảo để chúng ta sẽ nấu mắm, kết hợp hai loại mắm, đó là mắm linh và mắm sặc. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nhé, chúng ta sẽ chọn mắm còn sáng màu, có mùi thơm, đó là mắm mới. Phương sẽ cho vào đây nửa chén nước ép thơm. Chúng ta sẽ nấu mắm với nước ép thơm, làm như vậy thì giúp cho mắm nhanh nhừ và mùi mắm sẽ dịu hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lửa lên. Và song song đó Hưng sẽ cho vào đây hai chén nước lạnh nè. Các bạn khán giả thân mến, đầu bếp Phước Hưng ngày hôm nay sử dụng hai loại mắm, đó là mắm cá linh và mắm cá sặc. Nhưng mà với món bún mắm nguyên bản thì nó xuất phát từ Campuchia và người ta sử dụng mắm bồ hóc. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta hãy thử cái vị sự kết hợp giữa mắm cá linh và cá sặc, giống như là sự chia sẻ của đầu bếp Phước Hưng nha. Chúng ta ướp cái phần phi lê cá lóc. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng canh sả băm và một muỗng canh hành tím băm, trộn đều lên để cho gia vị được thấm vào phần phi lê cá. Còn đối với phần cà tím, cắt khối vuông và ngâm qua phần nước muối loãng để cho phần cà tím không bị thâm. Bây giờ thì phần mắm cũng đã nhừ rồi, Phước Hưng sẽ tắt bếp. Thì bây giờ chúng ta sẽ lọc ra, sẽ giữ lại phần nước, còn phần xác chúng ta bỏ đi. Dầu cũng đã nóng, Phước Hưng sẽ cho vào đây 3 muỗng canh sả băm, một muỗng canh tỏi băm, một muỗng cà phê ớt bạc. Phần xá cây Phước Hưng cũng sẽ cho vào luôn và chúng ta sẽ phi thơm. Tiếp theo Hưng sẽ cho vào đây một muỗng canh màu dầu điều, chúng ta sẽ phi thơm. Bây giờ thì phần sả băm, tỏi cũng như ớt băm đã dậy lên mùi thơm rồi, Phước Hưng sẽ cho cái phần cà tím chúng ta vào xào. Phần cà tím đã rất là thơm, Phước Hưng sẽ cho phần mắm mà chúng ta đã lượt vào. Cho vào đây hai trái dừa tươi. Chúng ta sẽ nấu với nước dừa tươi. Khi ăn thì vị bún mắm sẽ có vị thanh ngọt, ăn sẽ ngon hơn. Trong dừa có chứa nhiều kali đúng không ạ? Sẽ ổn định huyết áp, rất tốt cho sức khỏe nữa. Thêm nước lạnh, cho đủ 2 lít nước. Bây giờ thì phần cá cũng đã dậy lên mùi thơm và có cái vàng xém cạnh rất là ngon. Sẽ tắt bếp mà và cho cá ra ngoài cái dĩa. Nêm gia vị vào đây. Một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Chúng ta sẽ khuấy đều gia vị lên và vớt một ít bọt nè. Tiếp tục chúng ta sẽ cho phần phi lê cá vào nấu để cho phần cá được thấm vị mắm, ăn sẽ ngon hơn. Sẽ nấu sôi trở lại. Vậy là nồi bún mắm của chúng ta đã xong. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho phần thịt heo quay vào, lấy phần phi lê cá lóc ra, sẽ cho lên đây một ít nước béo của bún mắm nè. Vậy là món bún mắm của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Khi ăn thì chúng ta có thể kết hợp được rất là nhiều rau sống luôn. Nước dùng đậm đà, thơm mùi mắm và nồng nàn mùi sả,